Theo đó, dự án đường giao thông nối Vinh Cửa Lò giai đoạn 2 được tăng thêm hơn 48,3 tỷ đồng, đưa tổng vốn đầu tư công ngân sách địa phương cho dự án này năm 2023 đạt trên 98,3 tỷ đồng. Dự án cầu Đò Cung bắc qua sông Lam, huyện Thanh Chương được bổ sung thêm 15 tỷ đồng. Như vậy, tổng vốn đầu tư công ngân sách địa phương cho dự án này năm 2023 đạt hơn 70 tỷ đồng. 11 tỷ đồng còn lại được bố trí cho cải tạo, sửa chữa đường tỉnh 539C, đoạn km 7 đến km 16+50. Đưa tổng số vốn đầu tư công từ ngân sách địa phương cho dự án năm 2023 lên 21 tỷ đồng. Các dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư công trên có danh mục đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2023. Mức vốn bổ sung cho dự án đảm bảo không lớn hơn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, còn lại chưa bố trí. Được biết, quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An nhằm ưu tiên bổ sung vốn cho các công trình giao thông trọng điểm để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội và một số dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu và khả năng giải ngân chỉ tiêu bổ sung trong năm 2023.